Xin chào những người nghe Măng Rừng Màu Quỷ Đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin rất hấp dẫn ngày hôm nay, anh em tiện tay cho mình xin cái like để ủng hộ tinh thần nhé, cảm ơn rất nhiều. FA chính thức trừng phạt Man United. Không chỉ Manchester United, cả Crystal Palace cũng nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh. Vòng trước, Man United có trận thắng Crystal Palace 2-1. Tuy nhiên, đã có tranh cãi xuất hiện. Phút 67 của trận đấu, hậu vệ Crystal Palace phạm lỗi với Anthony. Xung đột lúc này nổ ra. Cầu thủ hai đội lao vào nhau quyết ăn thua đủ với đối phương. Trọng tài quyết định rút thẻ vàng phạt Anthony và Jeffy Slap. Tuy nhiên, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đây. Sau khi VAR vào cuộc, Casemiro lại là người bị kiểm tra. Trọng tài check VAR và xác định Casemiro có pha bóp cổ với cầu thủ Crystal Palace. Chính vì thế, trọng tài lập tức rút thẻ đỏ chốt quyền thi đấu của cựu ngôi sao Real Madrid. Chiếc thẻ đỏ khiến Casemiro bị treo giò 3 trận quốc đội. Chưa dừng lại ở đây, MU và cả Crystal Palace cũng bị FA trừng phạt. Cụ thể, FA thông báo Manchester United và Crystal Palace bị buộc tội sau một cuộc xung đột tập thể giữa các cầu thủ ở phút 67 của trận đấu. Cả hai câu lạc bộ không đảm bảo các cầu thủ của họ cư xử một cách trật tự và hoặc kiềm chế hành vi khiêu khích. Ngoài ra, Manchester United không đảm bảo cầu thủ của mình kiềm chế hành vi bạo lực. Manchester United và Crystal Palace có thời hạn đến ngày 13 tháng 2 để phản hồi. Nhiều khả năng Manchester United và Crystal Palace bị phạt tiền đồng thời cam kết không để sự việc tái diễn. Greenwood tiếp tục gặp rắc rối. Sau đội nam, đến lượt đội nữ của Quỷ Đỏ không chờ đón sự trở lại của Mason Greenwood. Theo The Athletic, cầu thủ nữ của Manchester United được miêu tả là rất khó chịu trước viễn cảnh Greenwood trở lại khoác áo đội nam. Họ không muốn thấy người từng bị buộc tội hãm hiếp, hành hung phụ nữ đại diện cho câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Không chỉ đội nữ, cầu thủ đội nam của MU cũng không muốn Greenwood trở lại. Họ lo lắng về việc bị phân tâm, thậm chí cho rằng Greenwood có thể phá vỡ kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag đang xây dựng ở mùa giải 2022-2023. Tờ Daily Mail cho biết, sau nhiều năm, phong thay đồ của Man United mới lấy lại trạng thái ổn định. Vì vậy, không ai muốn có sự xáo trộn, dù là nhỏ nhất. Sự xuất hiện của Greenwood có thể gây mất tập trung cho đồng đội. Về mặt pháp luật, Greenwood đã được chứng minh trong sạch. Dù vậy, MU vẫn đang hành động cẩn trọng trước khi đưa ra phán quyết về tương lai của cầu thủ sinh năm 2001. Nếu để Greenwood trở lại, các cầu thủ khác sẽ không thoải mái. Nhưng mặt khác, Quỷ Đỏ cũng lo ngại nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng với tiền đạo 22 tuổi thì họ sẽ vi phạm pháp luật. Hiện tại, tên của Greenwood vẫn xuất hiện ở mục đội trẻ trên trang chủ Manchester United. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ten Hag từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về cầu thủ người Anh. Nhà cầm quân sinh năm 1970 kêu gọi cổ động viên kiên nhẫn chờ thông tin từ trang chủ câu lạc bộ. Lần gần nhất Greenwood chơi cho Quỷ Đỏ là vào tháng 1 năm 2022. Hợp đồng của cầu thủ lắm tay nhiều tuần này với câu lạc bộ chủ sở Old Trafford còn thời hạn đến mùa hè năm 2025. MU chính thức công bố hợp đồng mới. Quỷ Đỏ thay Manchester quyết định trói chân ngôi sao trẻ tài năng của đội bóng. Cụ thể, Manchester United thông báo tiền vệ Kobbie Mainoo đã ký một hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ. Mino là một sản phẩm xuất sắc của lò đào tạo trẻ Manchester United. Thật vậy, huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao Mino và cầu thủ này là một trong 8 măng non được nhà cầm quân người Hà Lan trao cơ hội cho họ ở đội 1 trong mùa giải này. Cầu thủ 17 tuổi đã ra sân ở nhiều giải đấu khác nhau từ đầu mùa. Mino có trận ra mắt chính thức ở Carabao Cup trước Chanter Athletic và lần thứ 2 ra sân cho MU là đấu trường FA Cup trước Reading. Huấn luyện viên Ten Hag nói sau trận gặp Chanter: đối với Mino, đó là một cơ hội tuyệt vời. Cậu ấy đã làm rất tốt trong đợt tập huấn ở Tây Ban Nha. Cậu ấy cũng chơi rất hay trước Everton trong một trận giao hữu. Mino xứng đáng được thi đấu. Vì vậy, tôi rất vui khi trao cho cậu ấy cơ hội. Theo nhà báo Simon Stone, ban huấn luyện của Man United kỳ vọng Mino sẽ sớm đóng vai trò lớn ở đội 1. Cầu thủ này có khả năng được cho hợp đồng có thời hạn ít nhất là 4 năm. Mino gia nhập đội trẻ Man United khi mới 9 tuổi và được vinh dự khoác áo đội U18 tuyển Anh. Sao trẻ người Anh chơi bóng trung trạc, điềm tĩnh ở khu vực giữa sân. Thần đồng này cùng với Alexander Garnacho giúp U18 Manchester United giành FA World Cup một năm trước. Ten Hag muốn thử vận may với Van Bede. Có vẻ như Manchester United thực sự muốn có ngôi sao của Real Madrid, Federico Van Bede vào mùa hè năm 2023. Quỷ Đỏ đã ký hợp đồng với Christian Eriksen và Casemiro để củng cố hàng tiền vệ vào mùa hè năm ngoái. Vào tháng riêng, Marcel Sabitzer gia nhập Old Trafford từ Bayern Munich dưới dạng cho mượn cho phần còn lại của mùa giải.
Điều này cho thấy Erik ten Hag vẫn chưa hài lòng với tuyến giữa của đội bóng. Theo tờ Nacional của Tây Ban Nha, vị chiến lược gia người Hà Lan đã yêu cầu Man United từ vận may với lời đề nghị trị giá 65 triệu euro để ký hợp đồng với Federico Valverde, người đang gặp khó khăn ở Real Madrid. Liverpool cũng có ý định chiêu mộ tuyển thủ Uruguay vào mùa hè năm 2022 nhưng bất thành bởi chủ tịch Real Madrid Florentino Perez cho rằng Valverde là cầu thủ không thể bán. Ngôi sao đa năng người Uruguay đóng vai trò quan trọng giúp Los Blancos giành chức vô địch La Liga cũng như Champions League mùa trước. Anh đã khởi đầu mùa giải này khá ấn tượng nhưng đã gặp khó khăn về phong độ kể từ World Cup ở Qatar. Dù sao, mới đây Valverde cũng cho thấy giá trị của mình với bàn thắng ở trận bán kết FIFA Club World Cup. MU gặp nhiều khó khăn với Haaland mới. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Man United sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ tiền đạo sắp trở thành người của RB Leipzig, Benjamin Sesko. Vào tháng 8, đã có thông tin xác nhận rằng Sesko sẽ gia nhập RB Leipzig từ câu lạc bộ anh em RB Salzburg vào mùa hè năm 2023 với mức phí được cho là 20 triệu bảng. Tuy nhiên, ESPN mới đây cho biết tiền đạo người Slovenia vẫn có thể chuyển đến Old Trafford nếu Man United sẵn sàng cung cấp cho RB Leipzig nhiều hơn những gì họ đã trả. Cầu thủ 19 tuổi, người được ví như tiền đạo của Man City và Na Uy, Erling Haaland mới đã ký hợp đồng 5 năm với đội bóng Đức theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Phóng viên Alex Krupp của TalkSport gần đây hé lộ Man United đã rất ấn tượng với Sesko mỗi khi họ theo dõi tài năng trẻ này thi đấu. Tuy nhiên, Romano tin rằng việc đội chủ sân Old Trafford theo đuổi tiền đạo ngôi sao của Salzburg sẽ không hề dễ dàng do tính chất phức tạp của vụ chuyển nhượng. Romano nói với Give Me Sports, cũng cần hiểu cầu thủ này sẽ đáng giá bao nhiêu vì Sesko sẽ chính thức trở thành cầu thủ của Leipzig vào mùa hè. Nó sẽ không hề dễ dàng chút nào. Trong suốt sự nghiệp cấp câu lạc bộ của mình, Sesko đã có 108 lần ra sân, ghi 40 bàn thắng, cung cấp 17 pha kiến tạo. Điểm yếu lớn nhất của MU bị phơi bày. Đội chủ sân Old Trafford bắt đầu cảm nhận được khó khăn trước một lịch thi đấu dày đặc vào thời điểm này. Bộ ba tiền vệ Casemiro, Eriksen và Bruno Fernandes chơi xuất sắc từ đầu mùa. Tuy nhiên, hai trong số những cầu thủ này không thể ra sân trận gặp Leeds và hàng tiền vệ của kỳ đỏ lập tức cho thấy sự thiếu cân bằng. Eriksen dính chấn thương mắt cá trong trận đấu với Reading ở FA Cup và phải ngồi ngoài cho đến tháng 5. Còn Casemiro bị treo dò 3 trận quốc nội do nhận thẻ đỏ trước Crystal Palace. Donny van der Beek và Scott McTominay hiện cũng ngồi ngoài vì những chấn thương khác nhau. Vì vậy, huấn luyện viên Ten Hag buộc phải xếp Fred và Marcel Sabitzer cùng với Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ trong trận đấu gặp Leeds. Sự vắng mặt của Casemiro nhanh chóng trở thành vấn đề với Man United. Thật vậy, đội khách gây sức ép hiệu quả. Điều đó được thể hiện gần như ngay lập tức sau tiếng còi khai cuộc ở sân Old Trafford khi Greenfield Sinoto sút tung lưới David De Gea. Theo tờ Manchester Evening News, tình huống đó có thể đã bị cản phá nếu Casemiro có mặt ở trên sân. Bàn mở tỷ số của Leeds phác họa rõ những gì Man United phải đối mặt khi không có một tiền vệ phòng ngự ở đội hình xuất phát. Fred và Sabitzer cùng với Bruno Fernandes lần lượt chơi cạnh nhau, nhưng công bằng mà nói, hàng tiền vệ đôi khi dường như không tồn tại. Cảm giác Leeds đã quá dễ dàng trong việc luân chuyển bóng sang một phần ba sân của Man United. Ten Hag có thể cân nhắc điều chỉnh nhân sự trong hiệp 1, nhưng những lựa chọn trên băng ghế dự bị cho thấy lý do tại sao Quỷ Đỏ khó thách thức trang hiệu Wembley. Trong một trận đấu căng thẳng, Ten Hag khó lòng đặt niềm tin vào Zidane Ibran hay là Kobbie Mainoo. Hai tài năng trẻ Ibran và Mainoo được đánh giá cao và có tương lai tươi sáng, nhưng hiện tại họ chưa sẵn sàng để đá chính. Rõ ràng, Man United không có chiều sâu đội hình cần thiết ở thời điểm này để giành chức vô địch. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Quỷ Đỏ. Man City vô địch Premier League 5 trong 6 mùa giải qua, bởi về cơ bản, Pep Guardiola có hai đội hình có đủ sức mạnh đá chính. Chiều sâu đội hình của Man City là vô giá và mang lại cho họ lợi thế rất lớn. Man City không có phong độ ổn định mùa này, nhưng chiều sâu đội hình của họ là không phải bàn cãi. Thậm chí cả Ruben Dias, Calvin Phillips hay Ilkay Gundogan cùng với Emerick Laporte và Kevin De Bruyne đều phải ngồi dự bị trong trận thua Tottenham gần đây. Về góc độ, Victor Lindelof, Harry Maguire, Thiago Malacia, Jadon Sancho, Franco Pellegrini, Anthony Elanga, Ibrahim và Mino là những lựa chọn ngoài sân dành cho Ten Hag từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Leeds. Sancho là cầu thủ duy nhất có thể thay đổi cục diện trận đấu. Cầu thủ chạy cánh này đã chơi xuất sắc và đóng vai trò quan trọng trong việc ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2 đều sau khi vào sân thay cho Gawkehos. Với việc Anthony Martial và Anthony cũng vắng mặt, Ten Hag không có 6 cầu thủ trong đội 1
trong trận đấu với Leeds. Từ giờ tới cuối mùa, chắc chắn sẽ có những ca chấn thương khác nhau như đã từng xảy ra, và điều đó càng hạn chế cơ hội bám đuổi Man City và Arsenal của Quỷ Đỏ. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.